Bảo với anh bơi từ đây sang kia đi. Nặn từ đây bơi sang kia đi anh. Bơi gì? Nặn như con bơi như lần trước giờ trường người dạy ấy. Báo. Học như chị đi. Bơi từ đây bắt đầu, hai đứa bơi đi, tránh ạ. Được. Đúng rồi, bơi đi. Bảo không biết bơi thì anh dạy. Rồi, đấy. Hai đứa này không bơi được đi không á? Nằm xuống bơi đi nhá. Nằm xuống bơi như chị tép kia. Ngân, bơi về được kia. Hai đứa bơi dọc về kia đấy. Bơi dọc đấy. Nặn đấy, bảo nặn ra tận bờ này đi. Nặn, mạnh. Không được dài. Chị Ánh nặn dài hơn bảo ấy. Bảo học nặn đấy. Chuẩn. Chị Ánh dập mãi được rồi đấy. Bảo bắt trước đi. Đạp từ đây sang bên kia. Không bơi vụt cho đấy. Đấy bơi đi, Ngân bơi đi. Ngân bơi đi. Nhanh. Mày cụ. Ông ngồi trên lắm. Không bơi đi. Không lên. Bơi đi. Không phải ngồi đây cho mát. Dạ. Cái này là mình cắt cái ủng như thế này là cái cháu kia không cần cái phao ở người. Ừ. Để nó không như kia kìa nó mới. Đúng rồi. Chọn đấy. Cho tí vào đây bỏ. Chứ còn nếu mà mặc cái kia thì phải lên cái bể kia. À. Thì mới được. Còn ở cái bể này mà đeo cái kia không có. Không phải mặc áo đúng không? Ừ. Không phải mặc áo tắm đúng không? Ừ. Chứ còn ngoài ra nó phải. Bể này này trẻ con này bọn này nó chưa biết đi bơi. Làm sao cho các cháu nó biết tầm bơi. Đúng rồi. Biết đâu không. Cởi áo phao đi. Cởi áo phao đi. Ngã nó xuống nước thì còn nó biết tầm bơi. Ấy ơi. Đấy là một. Cởi áo phao cho hai đứa thì không đây không cần đâu. Không cần áo phao đâu. Cởi áo phao. Nó phải. Cởi áo phao để trên này. Chuẩn đấy. Nó phải như cái trường hợp cái đấy như thế phải lên bể sâu. Đúng rồi, đúng thì rồi. Cái nãy là đứng không tới nước cơ mà nhờ. Ừ đây đứng thoải mái nhỉ. Mình mới